Mình đã vặn lên ở cái ngưỡng là 480 độ các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cần một cái vỉ để chúng ta test, để trải nghiệm ngay ở cái phút đầu tiên. Máy hàn thì thường sẽ đi theo những cái tool hay những cái linh kiện để sử dụng cho nó. Chúng ta càng dùng đồ đắt tiền thì càng có những cái trải nghiệm tuyệt vời thôi thưa các bạn. Thiếc tốt nhất là thiếc không chì. Nhà mình có những cái gói là 50 và 100 gram. Lưỡi hàn thì vô vàn các ma lưỡi, từ rẻ tiền đến đắt tiền. Mỡ thì các bạn có thể dùng nhựa thông vài chục nghìn, hoặc mỡ rẻ như này, mấy chục nghìn một hộp, rất đủ, không thiếu một cái thứ gì. Còn bây giờ là những cái phút giây trải nghiệm thực của chúng ta khi chúng ta hàn trên một cái vỉ mạch các bạn nhé. Đã để nóng, các bạn nhớ nhé, các bạn phải nung thiếc đầy đầy đủ nóng không các bạn ơi. Wow. Thực sự là cái trải nghiệm ngay ban đầu của mình thì cái sự chảy thiếc của dòng 936 này ngon hơn là 936A và 936B các bạn nhé. Tất nhiên là Tùng đang dùng thiếc không chì, thiếc xịn để hàn test cho các bạn, chứ không dùng thiếc vớ vẩn. Ngon không? Đầu lưỡi nhỏ mà những mối hàn to đùng ngã ngửa này vẫn chảy ok nhé các bạn nhé. Đấy, thấy chưa? Cần mua hàng thì các bạn có thể truy cập no2.vn hoặc call cho mình theo cái số điện thoại là 0906010103. Khi các bạn vào No2 thì có rất nhiều cái mã máy hàn, máy khò với nhiều cái mức giá khác nhau để các bạn lựa chọn. Và Golub 936 cũng là một cái sản phẩm đáng có trong cái bộ sưu tập của các bạn.